Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì trong cái tựa game này nó có một cái item limited sẵn rồi nha các bạn. Và nó vừa mới update thêm một cái vật phẩm limited mới. Thì nhiệm vụ của vật phẩm limited mới nó yêu cầu là các bạn phải mở được 10 con pet huyền thoại, là 10 con pet legendary các bạn. Và các bạn phải có tốc độ là 100k thì nói chung là nhiệm vụ khá là dễ luôn các bạn. Hai nhiệm vụ đều dễ hết, nhưng mà chủ yếu là nhờ nhân phẩm của các bạn có hang để mở ra được 10 con không thôi. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký, nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.